Ôi sinh già bệnh tử, bấy lâu nay ta bị giam giữ giữa bốn bức tường với những cung vàng nệm gấm. Khi đau đã có người y chăm sóc, còn lúc bệnh đã có linh dược chữa xong, còn chết. Trời ơi, lần đầu tiên ta thấy một người chết, chẳng lẽ cái con người là trọn vẹn chỉ bằng một hơi thở thôi sao? Rồi lìa đời đớn đau, không chiếu manh trong người xót thương, nằm chờ sinh nước mắt bên đường của bao kẻ là biết ai người thân. Giá du, giá du Đà Lạ nàng ơi, giữa đêm nay thành cả tỳ lá về vẫn còn đèn vẫn qua treo với những tiếng cười giá dung. Nào ai hay đâu lòng của thái tử tất đặt đó. Lòng thái tử chớ nặng sầu tư, về mà cháu trả lại cái nhân quyền biển khổ sông miên. Gia du Đà Lạ tạm biệt, gia du ta muốn rèn từ biệt nhất quyết ra để tìm đạo bi quan. Hẹn một rồi có lúc phải nhỏ lệ đắng cay, môi nàng thế rồi đợi một ngày chỉ heo rồi. Gia du, ôi đẹp hiện tại có không không mà đủ buồn lắm đời người, rồi mai con đèn đâu. Và trong đêm ấy, thái tử đã nhất quyết
lìa xa cung vàng địa ngọc, tìm đường chánh đạo cứu nhân loại.